Vâng, cái bài hát Đôi Bong Bóng thì cũng đồng hay một với những bài hát trước. Thế cho nên bài hát này thì Tuấn Anh chỉ xin hát riêng thôi. Có dám nghe riêng thì đến với Tuấn Anh. Nhưng mà không sao cả, bởi vì khi chúng ta ra ngoài kia ánh sáng đầy đủ. Và thường thường thì quý vị cứ hay nghĩ là bóng tối thì hay đồng lõa với tội lỗi. Nhưng mà quả thật thưa quý vị, Tuấn Anh thì Tuấn Anh yêu cái bóng tối, bởi vì cái bóng tối nó nói lên được nhiều điều. Như quý vị nghe nhạc này, quý vị ngồi lái xe một mình này, quý vị nằm trong phòng ngủ một mình, tắt đèn và tất cả cái không khí yên tĩnh để quý vị có thể thưởng thức một bài hát trọn vẹn. Có đúng không ạ? Và cái tội lỗi hay không là do chính bản thân mình, đúng không? Yeah, you right too. Thank you. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta mà có quả tình là có đồng lõa để mà tội lỗi thì chúng ta phải tội lỗi qua đôi chứ không riêng một mình rồi, thành ra don't worry. Úi giời, quý vị, thế là cái vai vế, cái quan hệ là hai, giữa hai người làm sao mà cho lại cứ vuốt đầu vuốt cổ vuốt tóc nhau như thế ạ? Trông âu yếm lắm. Thế quan hệ như thế nào? À, người yêu à? Ôi dồi ôi, sao lại đẹp đôi thế? Rời sinh một đôi dễ thương quá. Vâng, đừng xấu hổ nhé. Đấy là sắp sửa khóc rồi thì gì đây? À, cười nhiều quá nóng quá, thế là cơ thể là khỏe mạnh lắm đấy. Ok. Tôi đang có máy ảnh, tôi đang sẽ chụp cái đôi uyên ương này. Em, khi tiếng yêu anh không còn trên môi em lặng, khi chân em đã rời xa mãi mãi, khi tình em chỉ là viên sỏi vô tình đã một lần quấy động mặt hồ anh, rồi im lìm vĩnh viễn ngủ sâu, hãy chờ. Trở lại một lần, em sẽ tìm lại được viên sỏi kia. Em sẽ tìm lại được chính em. Em sẽ tìm lại được tình yêu của em trong đáy hồ kỷ niệm. Vì chúng ta đã cùng cùng tấu khúc thủy du. Vì sao môi anh nóng,
Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân em run? Vì sao chân không vững? Vì sao? Và vì sao? Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, gặp đất một mình đâu. Thủy bây giờ về đâu? Về bên kia thế giới, ngoài trong vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh đau, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao? Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt một tình đầu. Tùy bây giờ Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ngã, em là bóng trăng nhà. Chỉ cách một mặt hồ mà một chung chia xa. Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ngã, bóng trăng nhà. Chỉ cách một mặt hồ mà một chung chia xa. Bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ngã, em là bóng trăng nhà. Chỉ cách một mặt hồ. Mà một chung. Thank you.